Và cuối cùng, Tường Vi xin gửi đến quý vị bản tin tổng kết kinh tế tài chánh với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chánh tuần qua. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 4 tháng 2, 2017 – có 234.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 12.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 101 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 28 tháng Giêng 2017. Mỹ có 2.078.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 15.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng Giêng 2017 đã cung cấp 227.000 việc làm mới. 50.000 nhiều hơn sự kỳ vọng của các kinh tế gia và tỷ số thất nghiệp ở mức 4.8%. Kinh tế Mỹ Tuần qua thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đều đạt kỷ lục mới. Dow Jones tăng cộng 0.99%, Nasdaq tăng cộng 1.19% và SP500 tăng cộng 0.81%. Sở dĩ như vậy là vì thị trường Wall Street phản ảnh sự phấn khởi của giới đầu tư sau khi nghe lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hứa sẽ công bố kế hoạch cải cách thuế vụ cũng như chương trình tu bổ hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống, phi trường trong tương lai gần. Đúng như lời hứa lúc vận động tranh cử và trong bài diễn văn vào ngày tuyên thệ nhậm chức của ông hôm thứ Sáu 20 tháng Giêng 2017. Có những doanh gia và giới đầu tư chứng khoán bày tỏ sự lo ngại về chính sách bảo thủ và tính cách vô chừng của Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán và kinh tế Mỹ. Nhưng hành động có giá trị hơn lời nói, cả ba chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều lên mức cao nhất thêm một lần nữa hôm thứ Sáu vừa qua. Chỉ số Russell 2000 là chỉ số của chứng khoán thuộc các công ty nhỏ có xu hướng hoạt động trong nước Mỹ hiện tăng lên đến mức cao so với mức cao điểm đã từng đạt được trong tháng 12 vừa rồi sau ngày tổng thống Donald Trump đắc cử. Chỉ số VIX dùng để đo mức độ phi phỏng sợ hãi của thị trường Wall Street đã đi xuống mức 25% trong năm nay. Nếu giới đầu tư thật sự sợ hãi ông Trump thì chỉ số VIX đã phải lên cao hơn nhiều. Mọi người còn đang nô nức chờ đợi sự giảm thuế và cắt giảm bớt các luật lệ rườm rà không cần thiết sẽ đến trong thời gian sắp tới. Chứng khoán của công ty SEA đã tăng 30% trong đầu ngày thứ Sáu sau khi tuyên bố kế hoạch cắt giảm ngân sách ít nhất là 1 tỷ Mỹ Kim trong phí khoản hoạt động mỗi năm và giảm nợ và quỹ hưu trí bớt đi một rưỡi tỷ Mỹ Kim. Chứng khoán của SEA đã tăng tới 50% trước giờ mở cửa thị trường. Công ty Ford vừa tuyên bố hôm thứ Sáu đã đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim vào ngành chế tạo xe hơi không người lái hiện trên đà phát triển kinh tế thế giới. Hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc và thứ Bảy hai vị đã chơi golf ở sân golf sang trọng của Tổng thống Trump và ở tại Winter White House, Tòa Bạch Ốc mùa đông mar tại Palm Beach, Florida. Trong chuyến công du này, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump đã và sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có sự cam kết của Mỹ đối với an ninh quốc phòng của Nhật và chương trình hợp tác bầu dịch giữa hai nước sau khi Mỹ đã chính thức rút ra khỏi tổ chức TPP tại Thái Bình Dương và những tìm hiểu cũng như giải thích cần thiết cho chủ trương American First, Japan Second, Mỹ ưu tiên 1, Nhật ưu tiên 2. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua So, I got my time in the Inada Dream Wave, and I now understand why so many people are waiting in line to have this experience here. This is, according to Inada, the top of the line of the top of the line. It is indeed the best spa chair in the world. And our very own Dr. Sears has been in, great, basically Ooh. in this chair for the last 30 minutes. This is uh, completely amazing. This is called the Inada Dreamwave Massage Chair. And it is the best Massage Chair in the entire world. It's hitting all my shiatsu points. doesn't feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points. mỗi gia đình nên có ghế massage Inada Dreamway Medical Chair của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, đang sale giá đặc biệt tặng quà 600. Teletron Washington DC trong khu Eden Center 703-237-8999. chúng tôi là Phan Thuy Lan từ hệ thống audio Now. quý vị có thể nghe đài á châu tự do bất cứ nơi nào trên toàn thế giới hoàn toàn miễn phí bằng cách tải xuống ứng dụng rfa mobile streamer cho điện thoại di động android hoặc là iphone của quý vị trong google app store hoặc là play store với ứng dụng mới này quý vị có thể chia sẻ hình ảnh hoặc là video cá nhân đến đài một lần nữa hãy tải xuống ứng dụng rfa mobile streamer cho điện thoại di động của quý vị Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến, vườn mai vàng Florida xin kính chào quý cô bác anh chị. Nhằm phục vụ quý đồng hương để có một cây mai chân trong ngày Tết hoặc khai trương đại lý, vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp tất cả các giống cây ăn trái và cây kiển bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng đón mừng xuân mới. Giá cả phải chăng, chỉ trên 30 đồng quý khách có một cây mai chân trong ngày Tết. Xin quý khách vui lòng gọi số 941 301 9251 941-301-9251 hoặc vào trang nhà www.maivangflorida.com. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Nước cốt phở Mama La Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ống, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa cái nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay sống tô phở tuyệt hảo. Mama La Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chân chơi gì nữa hãy tìm ngay nước cốt phở Mama La Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mama La Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mama La Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon quá tiện quá đã kính thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốn do sbtn washington dc thực hiện đến đây xin được tạm ngưng kính chúc quý vị có một ngày thật an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình tường vi xin kính chào tạm biệt